Anh có chuyện muốn bàn với cả mày. Anh đừng có nói là bắt em đi xem mặt nhá. Em không lấy chồng đâu nhá, đang một mình vui. Không phải, mà là mày biết rồi đấy. Từ lúc dịch đến giờ, chị Trang không đi làm, lương thì không có. Bây giờ kinh tế nhà anh đang gặp khó khăn. Thôi, em hiểu vấn đề rồi. Anh tính nói em nộp tiền nhà. Em ở nhà anh trai phải nộp tiền nhà, người ta cười cho cái kia. Anh không lấy tiền nhà của mày, nhưng mà tiền điện, tiền nước trông như thế thôi, tốn kém lắm đấy. Bây giờ có gì mày giúp anh đóng góp một chút chi phí sinh hoạt vào thì chị dâu mày đỡ phải thằng tiện, mày cũng kiếm ra tiền chứ không phải là nghèo đâu. Anh trai yêu quý của em, tiền đấy em phải để đi mua sắm này, đi du lịch này, chứ tiêu tốn cho bản thân của em nhiều tiền lắm đấy. Bây giờ anh với cả chị Trang đang trong thời kỳ khó khăn, mày cũng ở đây cũng mấy năm rồi thì cũng cần phải có tí trách nhiệm chứ. Này, bây giờ anh cứ một điều chị Trang nhá, hai điều chị Trang, ba điều cũng chị Trang. Có phải là chị Trang bảo với anh nói với anh như thế không? Chị ý suốt ngày chỉ có loanh quanh ở nhà thôi, ăn bám chồng, bây giờ ăn bám cả em chồng nữa à? Mày ăn nói cho cẩn thận đấy nhá, mày mà quá đáng quá ấy, anh không tha cho mày đâu. Anh bây giờ cứ bênh chị chằm chặp nhá. Em gái đây thì không bênh không thương, mai sao bị đuổi ra khỏi nhà đừng có nói. Ok, thu, đứng lại. Mày ăn nói với cả anh mày như thế à? Ôi, cái Thu nó hư quá. Có chuyện gì mà hai anh em to tiếng với nhau thế? Cô Thu cô ấy còn trẻ người, hơn nữa tính cách cũng trẻ con nữa. Có gì anh cứ nhẹ nhàng chỉ bảo thôi. Anh mới có bảo nó đóng góp một ít tiền chi phí sinh hoạt vào, chứ mấy năm nay nó có đưa cho mình đồng nào đâu. Trước khác, bây giờ khác. Bây giờ ấy, em thì vẫn chưa tìm được việc, nó cần phải biết mà chia sẻ khó khăn. Em cũng đã nói với anh rồi, mình chi tiêu tiết kiệm một chút là được, chứ mang tiếng cô Thu ở với anh trai với chị dâu mà mình lại cầm mấy đồng của nó, ngại lắm. Chuyện gì ra chuyện đấy, mấy cái tiền chi phí sinh hoạt này ấy, có đáng là gì so với mức lương của nó đâu. Nó cần phải có trách nhiệm lớn rồi. Thôi đằng nào anh cũng nói rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy có đưa hay không đưa anh cũng đừng có nhắc lại đấy nhá, chứ không thì mà bây giờ dịch cũng ổn hơn rồi, có khi mai mốt em đi kiếm việc làm, chứ không thể cứ ngồi mãi ở nhà như thế này, chó chết đói mất. Chị Trang, mang đầu hóa đơn tiền điện tiền nước ra đây tính toán. À, chuyện hôm qua chị cũng nói với anh Trung rồi, cũng không đáng là bao, có đưa bao nhiêu cũng được. Chị em mình phải tính sòng phẳng với nhau chứ. Nhà chị hai người, em một người phải khác nhau. Nhớ cả tính tiền rác này, tiền nước này, tiền vệ sinh này, tính hết ra đây. Thôi em bảo, chị mang hết cả đồng hóa đơn từ năm ngoái, sẽ là em trả luôn cho, đỡ phải mang tiếng. Anh em trong nhà ấy không bằng người Dương nước lã. Anh chị có băn khoăn gì đâu mà cô nói như thế. Cũng bởi vì dịch, chị nghỉ làm ở nhà, mọi chi phí cũng phải thắt chặt lại, cũng không thể nào mà để anh Trung gánh hết được. Thôi chị ơi, chị cất cái văn của chị đi, kém cỏi, ăn bám chồng rồi ăn bám cả em chồng à? Cô Thu, chị đã cầm một đồng nào của cô đâu mà cô nói như thế. Đây là ý kiến của anh Trung, không phải ý kiến của chị. Chị mà không bơm kích vào thì anh Trung có nói với em như thế không? Cũng bởi vì tình hình dịch khó khăn, công việc của chị cũng đang không có, thế nên anh Trung ấy mới nói như vậy thôi. Chị cứ đổ tại tình hình dịch bệnh nhở? Thế em hỏi chị, tại sao em và anh Trung không mất việc, mỗi mình chị mất việc? Thậm chí á, em còn kiếm gấp đôi bình thường cơ. Thôi không phải nói nhiều, chị mang cả đồng hóa đơn ra đây, chia bạn. Thôi chia hai đi, coi như ấy, em chịu thiệt thòi một tí, làm từ thiện tích đức được chưa? Tôi không làm, cô đi mà nói với anh Trung. Thôi thôi chị ơi, chị cất cái bộ mặt hãm đi, nhìn nó ghét kinh khủng mới được ấy. Mà em bảo với chị nhá, tốt nhất đừng có mà đẻ cháu ra. Cháu của tôi mang dòng máu của chị, ngu si rốt nát, mày không thể chịu được. Cô Thu, cô nói năng cho đàng hoàng, đừng có thấy tôi nhịn mà lấn tới. Dù sao tôi cũng là chị dâu của cô đấy. Chị dâu thì làm sao? Thì được quyền vòi tiền em chồng à? Tôi hôm nay mà không nói với chị, về sau chị còn kiếm cớ như thế nào mà vòi tiền tôi nữa. Tôi nể mặt anh Trung, thế nên không đôi co với cô. Còn cô muốn sống sao thì sống. Kìa, này, tôi chưa nói chuyện xong với chị đâu nhá. Này,
gì đấy? Thì tiền nhà. Hôm qua anh chả bảo với em về xe tiền nhà ra còn gì nữa. Em không để anh chị phải chịu thiệt đâu. Em xe cả tiền rác rồi đó. Mày, nếu như mày cảm thấy anh chị làm như thế là ức hiếp mày thì mày dọn ra ngoài ở đi. Tao không có ý kiến. Đôi khi cái người ta cần không phải là tiền mà là thái độ em ạ. Anh đuổi em á? Anh nghe lời chị ta đuổi em đúng không? Thứ đàn bà ích kỷ này, nhìn thấy em chồng ngớ mắt rồi đấy mà. Ồ, mày đừng có láo nhá. Này, em nói không đúng thì sao? Từ bao giờ anh trở thành người đội bọn lên đầu, con người ta không ra gì nữa hả? Mày, anh Trung, anh nói cái gì đấy? Đang dịch dã như thế này, dọn đi đâu mà dọn? Anh nóng giận cũng phải vừa phải thôi chứ. Chị ơi, chị đừng có mà diễn trước mặt anh tôi nữa. Chị làm kiểu gì mà tẩy não anh tôi trở thành người không có tình thân là gì nữa hả? Cơ mổ, ngay ngày mai dọn ra ngoài ngay cho tao, không thì đừng có trách. Anh đừng có hối hận. Coi như tôi tặng chị món quà tạm biệt. Cho em cốc nước. Anh Trung, anh nói cái gì với bố mẹ với cả tổng giám đốc của em đấy hả? Mày làm gì mà gào mồm lên thế? Nói nhỏ thôi, chị đang ốm. Anh lúc nào cũng bộ. Anh quên mất là có đứa em gái như em nhở? Làm gì có ông anh nào ở trên đường sống của em gái không? Đấy là mày tự chuốc lấy. Tội của mày như thế là còn nhẹ đấy. Tội của em làm sao? Chỉ vì em không đưa gì nữa chị ta. Mày im đi. Mày nên cảm ơn tao. Vì đến giờ tao vẫn còn đang bình tĩnh để nói chuyện với mày. Mày có biết vì cái hành động khốn nạn của mày mà chị Trang đã sảy thai rồi không? Sảy thai á? Mày biết vợ chồng tao khó khăn trong đường con cái như thế nào. Ấy thế mà mày vẫn còn làm như vậy à? Bây giờ mày hài lòng chưa? Mày đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Em không biết. Với lại chị ta. Cô Thu, tôi nể mặt anh trai của cô, nhưng mà chuyện này tôi không bao giờ tha thứ cho cô được. Hôm nay tôi cũng nói thẳng cho cô biết. Cô cứ thử nhìn lại xem, cô ở trong ngôi nhà mà vợ chồng tôi đi làm cày cuốc mới mua được trong 5 năm qua, cô chưa bao giờ có mua sắm một thứ gì trong nhà, cũng chưa bao giờ phải cầm cái chổi lên quét nhà hay rửa một cái bát. Cô chê tôi hèn kém, cô sỉ nhục tôi cũng được, nhưng mà tại sao cô lại hại con của tôi? Từ nay chúng ta không có chị dâu em chồng gì hết. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ mày mất việc rồi đúng không? Đây chỉ là khởi đầu thôi em ạ. Từ bây giờ mày ở nhà làm việc và chăm sóc cho chị cho đến khi chị khỏe lại. Nếu mày không làm được ấy, tao sẽ gọi điện cho bố mẹ bạn trai của mày để xem họ có chấp nhận mày không. Em kìa anh. Em không cần đâu. Em không cần, nhưng anh và nó cần. Nó cần phải được giáo dục lại để thành người tử tế. Sao? Mày có làm được không? Hay để tao gọi điện? Em làm được mà. Anh để đấy, em ở nhà chăm sóc cho chị đến bao giờ chị khỏe lại thì thôi, được không? Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày? Nói ít thôi, hành động đi. Để anh nói cho mày biết, sống ở trên đời biết ăn, biết chơi, biết kiếm tiền, thế chưa đủ đâu. Mà cái quan trọng ấy là cần phải biết điều. Sống ích kỷ và độc ác ấy sẽ phải trả giá đắt đấy. Vào phòng đi.